mọi người. Và hiện tại thì mình đang đứng ở cánh đồng cần tây hữu cơ Mochi Farm, đang trong giai đoạn thu hoạch những cây cần tây chất lượng nhất. Nếu có 190.000 thì chúng ta sẽ làm gì? Đối với mình, khi có 190.000, mình sẽ ra chợ và mua được 3 bó cần tây tươi nguyên chất để bổ sung chất xơ và rau xanh cho cơ thể của mình trở nên đẹp hơn. Nhưng mà không phải ai cũng có cái thời gian để làm được những cái việc đấy. Vì để pha được một ly cần tây tươi thì mất quá nhiều công đoạn. Chúng ta sẽ phải ra chợ mua cần tây tươi về và xử lý qua rất là nhiều công đoạn, mất khoảng 2 đến 3 tiếng thì chúng ta mới hoàn thành được một ly cần tây đấy. Hiểu được nỗi đau đấy của chị em nên là mình đã nghĩ ra một cái phương pháp. Thì đây, các bạn có thấy gì đây không ạ? Cần tây mật ong sấy thăng hoa Mochi. Công nghệ sấy thăng hoa là một trong những cái công nghệ hiện đại bậc nhất hiện nay mà giữ được gần như là 98% cái hàm lượng giá trị dinh dưỡng y chang như một ly cần tây tươi, mà không mất quá nhiều thời gian. Một hộp này thì nó có 14 gói và một gói có 4 gram. Thay vì chúng ta mất 2-3 tiếng một ngày, chỉ cần 30 giây thôi pha lên là chúng ta có thể có một cái ly cần tây đầy đủ chất dinh dưỡng và chất xơ để tốt cho sức khỏe và sắc đẹp của chúng ta. Theo nghiên cứu của Cục Quản lý Dược FDA của Mỹ thì trong cần tây có chứa rất là nhiều các dưỡng chất như là chất khoáng, chất xơ, các nhóm vitamin A, K và rất là nhiều các nhóm vitamin khác. Ngoài ra thì trong cần tây chứa rất ít calorie và không chứa cholesterol, sẽ rất là giúp cho chúng ta có một cơ thể và sức khỏe khỏe mạnh. Mình là một cái người là rất là lười này, lười vận động, lười ăn rau và công việc của mình rất là bận. Mà thay vì một ngày phải ra chợ mua mất 2-3 tiếng mua một cái bó cần tây về và xử lý quá nhiều công đoạn, thì chỉ mất 30 giây thôi mọi người à. Chỉ 30 giây một ngày mình có thể pha được một ly cần tươi thơm ngon và giữ nguyên giá trị dinh dưỡng. Bởi vì sao? Bởi vì trong cần tây mật ong sấy thăng hoa này nó đang sử dụng công nghệ sấy thăng hoa. Mọi người biết không? Phải 22 kg cần tây tươi mới tạo ra được 1 kg cần tây mật ong sấy thăng hoa. Với cái hương vị cực kỳ dễ uống vì nó có mix giữa mật ong này, hạt đậu trắng này, làm cho mình khi uống mình cảm thấy không bị ngán và sợ rau như mọi người thường nghĩ nữa. Và uống thì cực kỳ ngon luôn. Mình hy vọng là đối với một cái sản phẩm tốt cho sức khỏe như này, với những người mà mong muốn cải thiện vóc dáng này, cân nặng này, cũng như là muốn có một làn da đẹp, sức khỏe, thì các bạn rất đáng để trải nghiệm cái sản phẩm này thử nhé. Sau 10 ngày trải nghiệm thì việc đầu tiên là cơ thể của mình thấy nhẹ nhõm đi rất là nhiều. Cái làn da cũng như cái vóc dáng trở nên cân đối và săn chắc hơn, kết hợp với ăn uống và tập luyện đều đặn. Nên đây là một cái sản phẩm rất đáng để trải nghiệm. Các bạn hãy dùng thử nhé.